gãy răng nè. Dạ. Chắc là con gái của má làm phiền lòng con nhiều lắm đúng không? Dạ không. Sao má hỏi vậy? Má biết con gái má nó còn nhiều điều chưa tốt, nhưng nó yêu thương con thật lòng. Nó cũng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc dài lâu với con. Nếu như mà nó còn làm điều gì chưa đúng, con tha lỗi và bao dung cho nó nha. Má xin con đừng ghét bỏ nó mà tội nghiệp nha con. Dạ, má yên tâm đi. Con yêu thương vợ con lắm, con không ghét bỏ gì cổ đâu mà. À, chú chúc mừng con. Con á, là người may mắn là cho nên mới cưới được Minh Anh làm vợ đó nghe. May mắn. Chú nói không trật chút nào. Con rất là may mắn. Nhưng mà chú biết không, khi mà con cưới cổ về rồi, nhiều lúc con giật mình, con tưởng mình cưới lầm người. Con điên quá phải không chú? Con điên rồi. Lầm người? Mày nói gì cho khó hiểu quá. Này nó sai quá rồi. Giờ này mẹ ai gọi điện thoại không biết nữa. Con nghe nè cô Út. Con đang ở đâu vậy? Chồng con nhậu say xỉn qua quán mình nằm ngủ một đống kìa. Con về liền đi. Em là ai vậy hả? Em không phải là Minh Anh trước kia. Em làm cho anh thất vọng lắm. Em làm cho anh thất vọng lắm, em có biết không Minh Anh? Minh Anh à, em làm cho anh thất vọng lắm, em có biết không? Em còn vụng về non kém quá. Em chỉ muốn tốt cho gia đình thôi, nhưng mà không ngờ lại làm anh bị dạ lây. Nhưng mà anh đừng ghét bỏ em nha. Em biết lỗi rồi mà. Em biết lỗi? Biết lỗi mà em bỏ đi đâu? Anh gọi điện thoại cho em không được. Anh mới qua nhà má tìm em đó. Tại vì em thấy ân hận xấu hổ quá, cho nên là em mới lên chùa quỳ sám hối. Lúc anh gọi điện lại, em chưa có kịp nghe máy thì điện thoại hết pin mất tiêu. Em về nhà chờ anh rất là lâu luôn á. Nghe cô Út gọi, em mới biết là anh qua nhà bên kia. Tối hôm qua em thấy anh say mềm, em rất là đau lòng. Cả đêm em ngủ không có được, tới gần sáng em mới thiếp đi được một chút. Anh biết tới gần sáng em mơ thấy gì không? Em mơ thấy hai đứa mình có một đứa con. Nó rất là dễ thương, nó giống anh y đúc vậy đó. Anh đừng có giận em nữa, em sẽ sửa sai. Gia đình phải êm ấm hạnh phúc thì con cái nó mới tới đúng không anh? Anh... Má biết con gái má nó còn nhiều điều chưa tốt, nhưng nó yêu thương con thật lòng. Nó cũng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc dài lâu với con. Nếu như mà nó làm điều gì còn chưa đúng, con tha lỗi và bao dung cho nó nha. Má xin con đừng ghét bỏ nó mà tội nghiệp nha con.
Thôi được rồi, tụi mình không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng mà hứa với anh từ nay về sau, anh không muốn gặp những chuyện tương tự. Dạ, em biết rồi mà, cảm ơn anh. Nhưng mà giờ ba má giận em rồi, em phải làm sao để chuộc lỗi đây? Em yên tâm đi, ba má giận thì nói vậy thôi, chứ không có để bụng đâu. Quan trọng là tụi mình không được phạm sai lầm nữa. Dù gì thì gia đình yên ấm vẫn là quan trọng nhất, biết chưa? Dạ, em biết rồi. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.